Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người cao tuổi vui khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình là sân chơi dành cho người cao tuổi, cho các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Qua chương trình, các đội sẽ được làm quen, giao lưu và thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình. Các đội chơi sẽ lần lượt trải qua các phần thi. Phần thứ nhất đó là phần thi làm quen. Các đội sẽ giới thiệu về đội chơi của mình. Lưu ý là các đội chơi mà thể hiện phần làm quen cầu kỳ và công phu thì sẽ được cộng điểm nhiều hơn. Ở phần thi thứ hai đó là phần trả lời nhanh. Chương trình sẽ đưa ra những câu hỏi về sức khỏe của người cao tuổi. Đội nào nhanh tay rung chuông sẽ trả lời trước và mỗi một câu trả lời đúng sẽ giành được 2 điểm. Phần thi thứ ba đó chính là phần thi sống vui. Ở phần thi sống vui thì các đội sẽ thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình bằng các hình thức như là hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện và cố vấn của chương trình sẽ chấm điểm cho hai đội. Và phần cuối cùng đó là phần tuổi cao gương sáng. Ở phần tuổi cao gương sáng thì chương trình sẽ đưa ra một chủ đề hoặc một tình huống, sau đó hai đội sẽ đưa ra những ý kiến biện luận riêng của đội mình và cố vấn của chương trình cũng sẽ chấm điểm theo thang điểm là 10 điểm. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đội Mùa Xuân xin chào các quý vị khán giả. Tôi xin giới thiệu, tôi đội trưởng Thanh Quý. Tiếp theo là bạn Thanh Hà. Tiếp theo nữa là bạn Hoàng Vanh. Tiếp theo bạn thứ tư là bạn Thúy Cần. Đội Mùa Xuân xin kính chào quý vị khán giả. Vâng ạ, xin mời các bác. Đội Sơn Ca xin kính chào các quý vị khán giả. Tôi Khuy Đoàn, đội trưởng. Tôi Đức Kết, thành viên. Tôi Đỗ Nguyên, thành viên. Còn tôi, Ngọc Trâm, đội Sơn Ca, xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn đã làm quen với hai đội Mùa Xuân và đội Sơn Ca. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai, đó chính là phần thi trả lời nhanh. Các bác đã nắm được cái thể lệ của phần thi trả lời nhanh chưa ạ? Nắm được rồi. Chúng cháu sẽ đưa ra những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của người cao tuổi và nhiệm vụ của hai đội đó là lựa chọn một phương án đúng. Đội nào rung chuông nhanh hơn thì có quyền trả lời ạ. Cháu sẽ trao cho hai đội trưởng hai chiếc chuông ạ. Cả hai đội đã sẵn sàng để đến với câu hỏi đầu tiên chưa ạ? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên, những yếu tố tác động làm sớm xuất hiện tăng huyết áp và đẩy nhanh biến chứng do tăng huyết áp gây ra. A. Yếu tố bẩm sinh và gen. B. Yếu tố gia đình. Và C. Cả hai yếu tố trên. Xin mời đội Mùa Xuân ạ. Tôi Thúy Cần thay mặt cho đội Mùa Xuân xin trả lời là câu 1, ý C ạ. Các bác lựa chọn đáp án C, cả hai yếu tố trên. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Mùa Xuân. Câu hỏi thứ hai, những dấu hiệu hay gặp của tăng huyết áp là A. Choáng váng, nhức đầu. B. Choáng váng, nhức đầu, mất ngủ, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, mắt có vệt máu, khó thở, đau tức ngực, hồi hộp, đỏ mặt, buồn nôn. C. Tim đập nhanh, ho nhiều. Vâng ạ, cháu xin mời đội Sơn Ca ạ. Tôi xin thay mặt cho đội Sơn Ca trả lời câu hỏi thứ hai vừa rồi là ý B ạ. Các bác lựa chọn đáp án B, choáng váng, nhức đầu, mất ngủ, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, mắt có vệt máu, khó thở, đau tức ngực, hồi hộp, đỏ mặt, buồn nôn. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 3, những biến chứng thường gặp ở bệnh tăng huyết áp là A. Biến chứng tim mạch, mắt, não và thận. B. Biến chứng về phổi. Và C. Biến chứng về hệ hô hấp. Vừa rồi thì đội Mùa Xuân đã rung chuông nhanh hơn ạ. Xin mời đội Mùa Xuân ạ. Tôi thay mặt đội Mùa Xuân xin trả lời là ý A. Các bác lựa chọn đáp án A, biến chứng tim mạch, mắt, não và thận. Đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 4. Trong điều trị tăng huyết áp, ngoài chế độ dùng thuốc cần phải điều chỉnh lối sống cụ thể như thế nào? A. Chế độ ăn lành mạnh, chăm tập thể dục, nâng cao thể lực, kiểm soát thể trọng. B. Tránh căng thẳng, ngủ đủ giấc, không tiếp xúc với thuốc lá ở bất kỳ dạng nào. Và C. Cả hai ý trên. Xin mời đội Sơn Ca ạ. Tôi xin thay mặt cho đội Sơn Ca xin trả lời câu 4, đó là ý C ạ. Các bác lựa chọn ý C, cả hai ý trên và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 5 và cũng là câu hỏi cuối cùng ạ. Đối tượng người cao tuổi nào dễ bị mắc bệnh tăng huyết áp? A. Người cao tuổi bị bệnh tiểu đường, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, béo phì hoặc có rối loạn chuyển hóa mỡ máu. B. Người cao tuổi bị mắc các bệnh về hô hấp. Và C. Người tuổi quá cao. Vâng ạ, xin mời đội Mùa Xuân ạ. Tôi là Hoàng Vanh, xin thay mặt cho đội Mùa Xuân, đó là câu 5 ý A.
Các bác lựa chọn đáp án A, người cao tuổi bị bệnh tiểu đường, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, béo phì hoặc có rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với 5 câu hỏi ở phần thi trả lời nhanh thì các bác đến từ đội Mùa Xuân đã trả lời chính xác được 3 câu hỏi, còn các bác đến từ đội Sơn Ca trả lời được 2 câu hỏi. Và xin chúc mừng cả hai đội đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần sống vui. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở phần sống vui thì hai đội sẽ thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức hai tiết mục mà hai đội mang đến trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mong đón bác trở về. Trong chiến dịch này bác đã cùng về với những đoàn quân, bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già, cầm tay chúng con bác bắt nhịp bài ca kên đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi tình người. Thành phố Hồ Chí Minh
vang trên phố phường tiếng hát yêu thương, xây trong ước mơ năm tháng của người, mang bóng hình người ấm áp cuộc đời, góp sức dựng xây non sông ta đàng hoàng, đất nước mạnh giàu, thua lòng bác mong nước non này ngàn năm vững bền. Thành phố Hồ Chí Minh người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bóng lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mai tên người thành phố. Vang trên phố phường tiếng hát yêu thương, xoay trong ước mơ năm tháng của người, mang bóng hình người ấm áp cuộc đời, góp sức dựng xây non sông ta đàng hoàng, đất nước mạnh giàu, thua lòng bác mong nước non này ngàn năm vững bền. Thành phố Hồ Chí Minh người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bóng lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi tên người thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bóng lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi tên người thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì quý vị đã được thưởng thức hai tiết mục văn nghệ rất đặc sắc đến từ hai đội chơi, và chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng, phần thi có tên Tuổi Cao Gương Sáng. Ở trong phần thi Tuổi Cao Gương Sáng thì chương trình sẽ đưa ra những tình huống cụ thể và nhiệm vụ của hai đội, các bác sẽ cùng nhau đưa ra những ý kiến biện luận riêng cho đội mình. Các bác đã hiểu rõ thể lệ chưa ạ? Và ngay sau đây cháu xin được đưa ra chủ đề cho chương trình ngày hôm nay. Người bạn đời của các bác có biểu hiện của bệnh tiểu đường, đó là luôn thèm ăn và rất nhiều đồ ngọt, đồng thời là bị sụt cân. Tuy nhiên thì khi các bác góp ý nên hạn chế ăn đồ ngọt và đi khám, thì bạn đời của bác lại tỏ ra không hài lòng và nói rằng là các bác đang không cho ăn vì tiếc của. Các bác sẽ xử lý như thế nào trong tình huống trên ạ? Cháu xin mời hai đội sẽ có cái thời gian để cùng bàn bạc và đưa ra những phương án của đội mình ạ. Mời các bác đến từ đội Mùa Xuân sẽ đưa ra ý kiến của đội mình trước ạ. Tôi thay mặt cho đội Mùa Xuân xin trả lời câu hỏi của chương trình như sau. Khi bạn đời của chúng ta có dấu hiệu mắc bệnh tiểu đường, ví dụ như giảm cân và ăn nhiều ngọt hoặc có nhiều những cái triệu chứng khác, thì trước hết là tôi sẽ khuyên cái người bạn đời của tôi nên đi khám định kỳ thường xuyên là một. Hai là chế độ ăn uống, chúng ta phải có cái chế độ ăn uống một cách thích hợp. Là thí dụ trước đây chúng ta ăn 3 thì chúng ta bây giờ ăn 1 thôi. Và
cái chế độ ăn về tinh bột thì chúng ta sẽ giảm cũng 3 và chúng ta ăn 1. Và nếu như mà và chúng ta sẽ bổ sung cái chất đường gluco. Đường gluco nghĩa là cái đường mà đường đỏ mà hiện tại ở trên thị trường ta vẫn bán cái đường đó. Nó rất có hữu ích cho cái người tiểu đường và bổ sung cái lượng đường thiếu của cái người bị tiểu đường. Vấn đề thứ ba là khi mà cái người bạn đời của chúng ta mà ta khuyên các bạn ý là ăn giảm bớt đi mà bạn lại có ý là bảo chúng ta là tiếc của thì chúng ta sẽ đẩy vào dần dần chúng ta đánh tâm lý là khi cái tiểu đường này rất có hại đến sức khỏe và sẽ gây nhiều những biến chứng cho cuộc sống của chúng ta sau này, nhất là giữa lứa tuổi già của chúng ta. Do vậy, mình sẽ nói cho người bạn đời của chúng ta là hiểu rằng là mình không phải là người tiếc để cho chồng con mình ăn, mà để đảm bảo sức khỏe sau này, để cho vợ, chồng hay là con cái sau này sống một cách hòa thuận. Và khi mà đã bị bệnh nhiều thì cuộc sống trong gia đình sẽ đảo lộn rất nhiều. Bởi vì cái người tiểu đường sau này chẳng hạn như chúng ta không giữ được cái mức độ đường của nó ở mức độ trung bình thì sẽ gây biến chứng tiểu đường hoặc là nhiều những triệu chứng khác. Do vậy nên chúng ta sẽ mưa dầm thấm lâu, mình sẽ giải thích cho người bạn đời chúng ta hiểu rằng là tôi không phải là người tiếc ông hoặc tiếc bà, là chúng tôi rất giữ gìn sức khỏe cho ông hoặc bà. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn các bác đến từ đội Mùa Xuân và sau đây cháu xin mời đội Sơn Ca. Tôi xin thay mặt cho đội Sơn Ca xin trả lời câu hỏi như sau. Nếu như trong gia đình tôi, chồng tôi mà bị tiểu đường thì qua đi khám bệnh về thì tôi có nói với chồng tôi là cái bệnh tiểu đường này thì nó nếu như không ăn kiêng, nếu như không vận động tập thể dục thì nó rất dễ bị biến chứng. Sau đó thì tôi cũng hỏi qua ý kiến của bác sĩ thì tôi mua thực phẩm, mua thức ăn theo như là cái hướng dẫn của bác sĩ. Thế qua một thời gian thì chồng tôi cũng mới đầu thì không thoải mái lắm. Nhưng sau khi mà tôi mua về và nấu nướng bồi dưỡng cho chồng theo đúng như là cái đơn của bác sĩ thì chồng tôi đã giảm tiểu đường về cái mức bình thường. Thế thì qua đó thì không khí gia đình tôi cũng rất là phấn khởi và chồng tôi cũng thấy là thoải mái. Và kết hợp với những cái buổi mà chồng tôi ngại đi thể dục thì tôi cũng có vận động là anh bị bệnh như thế này thì anh nên đi thể dục để cho nó khỏe. Kết hợp với uống thuốc và ăn uống điều độ thì sức khỏe sẽ bình thường và gia đình sẽ hạnh phúc. Đấy là ý kiến của đội chúng tôi. Thế xin hết ạ. Vừa rồi thì quý vị đã được lắng nghe hai đội Sơn Ca và Mùa Xuân đưa ra những ý kiến của đội mình. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời khách mời và cố vấn của chương trình sẽ lên nhận xét và chấm điểm cho hai đội. Kính thưa quý khán giả, thưa hai đội chơi. Tình huống hôm nay đặt ra là người bạn đời của tôi bị tiểu đường và có biểu hiện là rất thèm ăn của đồ ngọt và có biểu hiện là sút cân. Thế và tôi khuyên giải là nên ăn giảm đồ ngọt và phải đi khám bác sĩ. Thì nhà tôi, bạn đời của tôi là có vẻ khó chịu và cho rằng tiếc của. Thế vậy thì chúng ta phải đưa ra một cái giải pháp như thế nào để bạn đời của chúng ta đấy là phải chấp nhận để mà chữa được cái bệnh cho nó kéo dài tuổi thọ của mình. Thì chúng ta vì hiểu bệnh tiểu đường là gồm có nguyên nhân thì chúng ta sẽ nói qua loa thôi. Tức là lượng đường ở trong máu rất là cao. Đấy là cái nguyên nhân sẽ dẫn đến bệnh. Thứ hai là diễn biến. Diễn biến thì ở trong câu hỏi cũng đã nói rồi. Tức là diễn biến của nó là thèm của ngọt. Thế rồi thì sút cân. Và thứ ba nữa là có một cái tình trạng rất nguy hiểm đến sức khỏe và đến tính mạng. Nếu như là nó biến chứng. Cụ thể như mắt mờ thế rồi thì da bị tổn thương vân vân. Thế và cái giải pháp ở đây là chúng ta phải đi khám bác sĩ để bác sĩ tư vấn và chỉ định cho chúng ta, một là về chế độ luyện tập sức khỏe, hai chế độ ăn uống, ba là chế độ thuốc men, để chúng ta phải bắt buộc phải đi khám. Thế và sau khi mà đã đi khám rồi đấy thì về là cả một quá trình, một chuỗi dài ngày cho đến cuối đời đấy, là chúng ta người bạn đời phải nghiêm túc thực hiện
Một là luyện tập sức khỏe thường xuyên theo độ tuổi và sức khỏe của mình. Hai là phải kiêng khem đồ ngọt, không được ăn nhiều chất bột, không được ăn nhiều đồ ngọt và phải chưa làm nhiều bữa và phải sử dụng thuốc để tăng cái lượng insulin lên để cho nó biến đổi đường gluco để nuôi tế bào thì mới trường thọ lâu được. Thì chúng ta thì hai đội chơi là đã trả lời tương đối đầy đủ. Tuy nhiên là chúng ta còn cả hai đội đều thiếu một cái phần nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường, chỉ nói một câu ngắn gọn thôi để người bệnh hiểu được triệt để chữa bệnh bằng thuốc và bằng các liệu pháp khác. Đấy là thứ hai là nguyên nhân. Ba nữa là phải nói được cái biến chứng rất nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe. Và đội mùa xuân có chút nhỉnh hơn một chút là 9 điểm. Vâng, đội Sơn Ca là 8 điểm. Vâng ạ, vừa rồi thì cố vấn của chương trình đã nhận xét và chấm điểm cho hai đội. Các bác đến từ đội Mùa Xuân giành được 9 điểm, còn các bác đến từ đội Sơn Ca giành được 8 điểm. Và xin chúc mừng cả hai đội đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay lúc này thì trên tay Cháo đã có số điểm của cả hai đội qua các phần thi. Đội Sơn Ca phần thi thứ nhất đó là giới thiệu, các bác được 7 điểm. Phần thứ hai trả lời nhanh, các bác được 4 điểm. Phần thứ ba sống vui, các bác được 8 điểm. Phần thứ tư tuổi cao gương sáng, các bác được 8 điểm. Và tổng số điểm là 27 điểm. Các bác đến từ đội Mùa Xuân, phần thứ nhất giới thiệu được 7 điểm, phần thứ hai trả lời nhanh được 6 điểm, phần thứ ba sống vui được 7 điểm, phần thứ tư các bác được 9 điểm và tổng số điểm là 29 điểm. Và thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy với số điểm 29 điểm, các bác đến từ đội Mùa Xuân đã giành được chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng! Từ đội Sơn Ca đã đứng ở vị trí thứ hai trong chương trình ngày hôm nay và một lần nữa xin chúc mừng cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Người Cao Tuổi Vui Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây là hết. Các bác ở các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ dân ca, câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh có thể đăng ký chương trình theo địa chỉ chương trình Người Cao Tuổi Vui Khỏe, Phòng Văn Nghệ và Giải trí Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Còn đến bây giờ, thời lượng chương trình đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.